Chưa tới ngày Halloween mà không biết sao mà nhà phát hành họ cho bắt ma sớm quá mọi người ơi. Rồi ok, một cái hồn ma màu vàng luôn nha mọi người. Rồi ok, hồn ma nhỏ tỏa sáng luôn. Bây giờ chơi khác bọt chút xíu nha mọi người. Ma thêm màu sắc vô cho nó sặc sỡ tí. Ôi trời ơi, 15 xu vùng gần mọi người ơi. Rồi ok, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nana TV. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha. Tôi nhớ là năm ngoái là bắt ma là ngay cái đợt Halloween đó mọi người, mà không biết sao năm nay là nhà phát hành cho bắt ma sớm quá trời luôn. Rồi đến cái ngày Halloween không biết còn ma đâu nữa mà bắt đó mọi người ơi. À mà trước khi bắt đầu video mới ngày hôm nay thì mọi người nhớ cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh với nhá, và nhớ bật chuông để đón xem những video mới nhất luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong cái bản cập nhật lần này thì tôi thấy rằng là tôi chỉ tò mò về cái chiếc cần câu này thôi, một cái chiếc cần câu Crew Bird gì đấy. Nói chung thì tiếng Anh đọc hơi dở, mọi người cố gắng nghe nha. Giờ ok, cái chiếc cần câu tăng 50% cơ hội thành công, tăng 100% xác suất xuất hiện cá sấu vãi trưởng. Ôi trời ơi má ơi, câu cá sấu để làm gì, có thể bắt cá mini luôn à. Trời ơi, một cái chiếc cần câu 79k. Nếu mà cầm nó đi câu cá sấu thì quá tầm thường. Nếu mà cầm nó đi câu bóng sáo thì nó sẽ như thế nào mọi người? Giờ ok, tôi đã mua xong rồi nè mọi người. Được thêm 25 viên kim cương nữa nha mọi người. Đây, cái chiếc cần câu có cái nền xanh dương nha, không phải là nền tím nha mọi người. Mấy cái chiếc cần câu mà có cái nền xanh dương mà trong cái gói, mấy cái gói sản phẩm á, hầu như là tôi thấy là nó hơi ảo ma Canada lắm mọi người. Nói chung là trước đây đã từng dùng mấy chiếc cần câu kiểu đó đó, giống như chiếc cần câu ngô á mọi người. Là câu mà nó lên bóng bốn mà nó lên ảo lắm. Cá xanh nó lên hết, cá tím nó đứt hết, đã ghê lắm mọi người. Giờ ok, đầu tiên thì bây giờ là mình sẽ thử câu cá sấu trước cái đã nha mọi người, để coi coi câu cá sấu nó sẽ như thế nào cái đã. Nói chung là 100% xác suất xuất hiện cá sấu. Nếu mà ai sử dụng cái chiếc cần câu này để mà tham gia những cái game show để mà câu cá sấu nhận vàng gì đó mọi người, thì tôi nghĩ rằng là chắc là hot đấy, chắc là nhiều người sẽ chơi không lại mọi người đấy. Nếu mà mọi người đã bỏ ra 79k để mà mua cái chiếc cần câu này đầu tư, thì mọi người cố gắng tham gia nhiều cái game show để mà câu cá sấu mà nhận vàng đó mọi người. Giờ ok, để tôi câu thử coi lên cá sấu hay không nha mọi người. Đấy, ôi cá sấu mini vương miệng, nhanh nha mọi người, cái này nhanh đấy. Mà nếu mà cái chiếc cần câu này mà thật sự mà câu cá sấu mà nó lên nhiều mọi người, thì chúng ta có thể là tận dụng nó để mà cà tiền sau cũng ngon lắm nha. Vì cá sấu là nền tím á mọi người, nó là thường là 300 mấy á. Ôi kỳ nhông axolotl nè mọi người ơi. Ấy hiếm luôn nha mọi người, xịn mọi người ơi, cần câu này xịn rồi đấy. Tôi thấy là hơi bị xịn rồi đấy nha. Nếu mà câu cá sấu mini thường hoặc là kỳ nhông axolotl này thì là 300 mấy cho đến 400 mấy tiền sao một con. Còn nếu mà câu phải mà cá sấu mini vương miệng giống như hồi nãy mọi người, hình như là 1400 đấy, 1400 tiền sao đó mọi người. Nếu mà câu mà kiểu này mà nó lên cá sấu nhiều là chúng ta cài tiền sao rất là nhanh luôn, cực kỳ luôn á nha. Rồi ok, đấy lại thêm một con nữa nè mọi người. Đấy 483 tiền sao nha, hơi bị ghê mọi người ơi. 100% xác suất xuất hiện cá sấu là hơi bị ghê rồi đấy. Con cá sấu này nếu mà bóng 5 hay là bóng mini gì đó mọi người thì hầu như là giá tiền đều giống nhau. Ôi bóng 5 đây nè mọi người ơi. Giờ ok đấy, rồi ok, lâu lắm rồi chưa có đi câu cá sấu đấy, không biết câu được hay không nữa đây nè. Rồi ok, được đây nè mọi người ơi. Rồi ok, đứt không? Thường cái câu này nó hay đứt lắm đấy. Rồi ôi đấy, 452 tiền sao. Rồi ok, con to là cũng 400 mấy á mọi người, con nhỏ như là cũng 400 mấy, 300 mấy cho đến 400 mấy nha. Đấy, chiếc cần câu này là chuyên câu cá sấu nha mọi người. Đấy, tôi thấy là chắc chắn là đó mọi người ơi, cái này là ok đấy, cái này là tôi duyệt đó mọi người. Mà tôi thấy là bắt ma này nè mọi người xui rùng rợn rất là ít luôn. Nói chung mà mỗi một cái sản phẩm mà trong cái sự kiện lần này mà để mà mua bằng xui rùng rợn ấy thì tốn đâu đó là khoảng mấy trăm cho đến mấy ngàn một cái món đồ. Mà bắt một con như thế này chỉ được có 4 xu rùng rợn, bắt con mèo thì được 15 xu rùng rợn. Ôi ơi, trâu chống hồng mọi người ơi. Trời ơi, trời ơi, đấy nè. Ôi, lâu lắm rồi mới gặp lại đó mọi người. Ai ai cũng tưởng đâu là nó đã tuyệt chủng mọi người ơi, bắt cho tới bằng ngày luôn đó mọi người. Đấy, nó sắp hết giờ biến rồi đó mọi người. Hết giờ là nó đi luôn á. Ôi, rồi cán nát con trâu chống hồng của tôi luôn rồi. Ôi phải trưởng hứa này. Rồi ok, nó vẫn còn đó mọi người. Nói chung mà bắt mấy con này là phải đi chậm nhất có thể. Có mấy bạn mới chơi đó là nói chung là không biết bắt cách bắt đó mọi người. Nói chung là mấy bạn nói là đi chậm nhất rồi mà nó vẫn đi đó mọi người. Thật sự là mấy bạn đi vẫn còn rất là nhanh, nên là phải nói là chậm, cực kỳ chậm luôn kìa. Rồi ok, thành công rồi mọi người. Châu trống hồng nha, nó vẫn chưa tuyệt chủng nha mọi người, nó vẫn còn đó mọi người. Đấy, đi kiếm đi nha, nó xuất hiện vào băng đêm ở hôm thao hoặc là ở bên đau thao mọi người. Đau thao thì mọi người có thể mà kiếm nó ở bên chỗ săn bóng ấy. Giờ ok, bây giờ là bắt đầu tiến hành thử nghiệm bóng sáo nha mọi người. Thì nói chung là cái chiếc cần câu này là tôi thấy là nó đỡ hơn mấy cái chiếc cần câu trước đây mọi người. Chiếc cần câu ngô đồ, mấy cái chiếc cần câu mà có nền xanh dương ấy là nó câu cá nền tím là nó đứt hết à. Mà nói chung là hồi nãy là câu cá sấu là không đứt, không đứt một con nào hết trơn á. Bây giờ mà mình câu ở đâu nó cũng đều ghi khu vực như thế này thì rất là dễ luôn đó mọi người. Bây giờ là biển sâu khu nghỉ dưỡng. Đây là cái khu vực mà có thể là xuất hiện cá voi đầu công nè. Đó, cho chúng ta dễ mà kiểu phân biệt á mọi người. Giống như cái kiểu clip lần trước hình như tôi làm á, tôi làm là cá bóng sáo nó
xuất hiện ảo ma Canada á mọi người. Đứng tuốt ở trong á thì nó lại là cũng nghĩ là biển sâu nhưng mà nó không có bóng sáo mọi người. Nên là chắc là nhà phát hành họ mới sửa lại cái này hay sao đó mọi người ơi. Giờ ok bóng 4 nha mọi người, để xem thử coi câu được bóng 4 hay không nha. Hồi xưa mà tôi test, tôi nhớ một lần mà tôi ám ảnh luôn á, tôi test chiếc chiếc cần câu ngư mọi người. Bóng 4 đứt sạch bách luôn, lên được mấy con cá thương, cá ngừ, cá cam không. Còn lại đứt hết mọi người ơi. Giờ ok đây. Đấy, úi trời ơi, lại là cá bồm. Đấy, cá màn xanh dương thôi nha mọi người. Vẫn cảm giác là nó giống giống trước đây sao đó mọi người ơi. Cái chiếc câu này thì nói chung là nó chiên câu cá sấu. Thì vì nói chung cái hãng của con cá sấu với lại là con chim á mọi người. Nên là cái chiếc câu con chim thì câu được cá sấu. Nên là cái hãng này nó vậy mọi người, nó chỉ có hai loài thôi, cá sấu với lại là chim thôi mọi người. Giờ ok lại là cá ngừ mọi người ơi. Nói chung là không biết đến bao giờ thì nhà phát hành họ ra cho cái chiếc cần câu mà gọi là chiên câu bóng sáo đấy. Thì chắc là bán hơi giá hơi cao đúng không, giá hơi chát à nha. Cái chiếc cần câu chiên câu cá sấu bóng 5 đây nè. Ôi rồi ok nha mọi người. Đấy để thử coi câu bóng 5 được hay không nha. Ôi một nhấp luôn. Rồi ok lên em ơi. Đấy được rồi, vương miệng. Đấy rồi đi không lời từ biệt luôn. Phải trưởng. Trời ơi đúng rồi, y chang luôn á. Câu được nền cá nền xanh không à. Cá nền tím là đi hết. Mấy cái chiếc cần câu mà mới mua như thế này thì nói chung mà test trong vòng một ngày thì thật sự là nó sẽ không có chính xác mọi người. Vì cái bất kỳ một cái chiếc cần câu nào mới mua á thì chúng ta phải câu đâu đó là khoảng 2-3 ngày thì mới biết được cái mức độ chính xác của nó kìa. Còn nói chung mà cái này là tôi sẽ câu trong vòng 3 ngày cho mọi người. Nên là chắc là mọi người thấy là 3-4 ngày gì đó là tôi không ra clip là như vậy đấy. Nên là tôi câu liên tục đó mọi người để cho nó lên bóng ổn lại một chút xíu đấy. Rồi ok, cá heo vương miệng nè. Đấy bắt đầu lên được cá tím rồi mọi người. Cá nền tím rồi đó nha, mà có vương miệng luôn, không đứt dây nha mọi người. Ok, cái chiếc câu này là tôi thấy là nó khác mấy chiếc câu trước rồi đấy. Khác là khác ở chỗ đó đó mọi người. Mà riêng về cái chỗ mà con cá sấu mini hồi nãy là tôi test là đâu đó là test nhanh đó mọi người. Là test đâu đó là khoảng 20 đến 30 phút gì à. Mà nó lên cho 3 con cá sấu một con kỳ nhông á. Đó là thiệt đó nha. Nói chung là cái chiếc câu này là câu cá sấu là ngon. Còn ngoài biển này thì chưa biết. Nói chung là phải câu lâu mới chắc được mọi người ơi. Quá trời người bình luận rồi. Giờ ok cá heo mọi người ơi. Nói chung mà cá tím mà nó không đứt dây là tôi thấy là thích thích rồi đó mọi người. Nói chung là hồi nãy giờ là không có đứt dây nha, đứt có một lần thôi nha. Còn lại là không có đứt nha mọi người. Nếu mà có đứt thì tôi cũng đưa giờ cho mọi người coi để cho mọi người biết là nó có dễ đứt hay không. Nói chung mà tôi câu thì bóng là nó lên ít ít nha mọi người. Nói chung là câu câu lâu lắm mới được một bóng đấy. Rồi cái này là chỉ là clip, những clip mà câu được bóng thì nói lại thôi nha, chứ không phải là thả cần mà nó lên bóng đâu nha mọi người. Giờ ok cá đun leo tuyết không có vương miệng. Ôi giời ơi, cá mới ở cái chiếc thuyền ngoài sau lưng thôi kìa mọi người coi kìa. Cái gì vậy, cái hiện tượng gì đang diễn ra vậy? Đã câu 2 ngày rồi đó mọi người nhưng mà nó vẫn không lên được bóng sáo luôn, mà nó được có một cái bóng 5 mà nó cũng đứt à. Chưa câu được bóng 5, chưa câu được bóng sáo luôn nha. Ồ cái cục đá này nó chớp chớp nè mọi người. Ôi giời ơi, nó chớp chớp nha, nghe nói cục đá mà chớp chớp là dễ lên đồ hiếm lắm đấy. Giờ ok để coi thử coi lên được đá hiếm hay không nha mọi người. Rồi ok Nana. Ôi túi đó hả? Phải chỗ. Ôi trời ơi, cái dòng chữ nó hiện ra trước khi mà tôi rút cái viên kim cương này ra luôn đó mọi người. Ghê chưa trời, kim cương đấy quý hiếm đấy nhé, ganh tị chưa nào. Đó mọi người thấy ghê chưa. Rồi ok, ở đây có cục đá nữa đây nè. Giờ ok bữa tiếp luôn nha mọi người, bữa phụ mấy người này đi chứ để thấy người ta đập cũng tội đó mọi người. Thì xưa mà đá, lúc mà đập đá mới ra dành quá trời dành luôn, dành ghê lắm. Trời ơi một cục bu lại. Ôi ngọc lục bảo, phải ghê gì trời. Ôi mới vừa đập cục bên kia chạy qua đây đập thêm cục nữa mọi người ơi. Ôi gì ghê vậy. Ok để đập thử hết cái cục đá này coi ra thêm cục nào nữa hay không nha. Rồi cục kia, cục này sắp nứt rồi, sao bạn kia bỏ rồi không đập nữa trời, quặn sắt luôn. Rồi ok sắp bể rồi. Rồi ok không dính gì cả, hu hu. Rồi ok luôn. Giờ ok bóng sáo đã xuất hiện rồi mọi người, sau bao nhiêu ngày vất vả chờ đợi á mọi người. Đấy để xem thử coi máy lên được hay không nha. Cái này là bóng sáo đúng không ta? Chính nó giờ chứ còn đâu nữa. To như vậy mà. Đó, quay chỗ này nè, gần gần cho nó hồi hộp xí nha mọi người. Rồi ok, không biết câu được hay không đây. Hồi nãy giờ là bóng 4 là nó không có đứt đấy. Rồi ok, được rồi nè mọi người ơi, thành công rồi, đó. Câu đúng như ngày thứ tư luôn rồi đó mọi người. Mà thật sự là tôi dự định là tôi chỉ câu 3 ngày thôi mà đã quá 4 ngày luôn rồi mọi người ơi. Vẫn không câu được bóng 6. Nên là thôi chịu rồi mọi người ơi. Rồi ok, nhà phát hành gửi quà an ủi nè mọi người. 200 viên kim cương, 3.000 điểm vương miện và một cái gói về VIP pass. Ôi trời ơi, rồi ok. Ở vị trí đầu tiên là một cái con bét luôn à. Ở cái con mèo đen mọi người ơi. Nói chung là xưa giờ tôi không thích nuôi bét mọi người, tôi lười nuôi bét lắm. Vì đang câu cá đó rồi nó cứ đòi tắm, đòi bê, đòi nhảy, đòi múa, búa xua hết trơn mọi người. Rồi ok, ngày hôm nay là phải làm con gái nữa. Ôi làm con gái thật tuyệt. Phải chuẩn con váy này chứ đâu nữa.
Rồi ok, để thay lại cái bộ đồ mới thử coi coi rước được em móng sáo này hay không nha mọi người. Chứ nói chung là nếu mà bạn nào mà muốn dùng cái chiếc cần câu này, đầu tư cái chiếc cần câu này để mà đi câu móng sáo, thì tôi nghĩ rằng là mọi người nên là bỏ qua cái suy nghĩ này đi nha. Thật sự là câu 4 ngày không thấy móng sáo được, có một cái móng sáo thì nó không đứt rồi mọi người ơi. Đấy, không nên đầu tư vào cái chiếc cần câu này để mà câu móng sáo đâu. Câu test 4 ngày đấy. Rồi ok, cá heo Wawita nè. Đó, ok, được cái con này cuối cùng để cho kết thúc video luôn mọi người. Rồi ok, xin chào mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho Nam với nha.